rõ chưa? Đoàn thanh niên nữ, bạn kia chưa? Qua đây. Giờ đây nhanh lên để công xuống đây cực khổ. Còn mới Tết thôi xuống lì xì hết luôn. Rồi. Là bạn nào? Cầm ta rồi mà mình chụp chưa? Vô hết luôn. Ở đây nè. Mấy đứa vô hết luôn. Mất đỡ. Sa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa yakkha vali vaha puli pulanti sakalang evatunang baitanang ubakapati ikatang baitang tumhang khipamai vasamisato sapai pulanto sankapo chantho banayaso yakkha Sapi tiyo vivat santusa palo ko vena saptumate vavat antala yo sukhi khika yuko khawa akiva kanasili sadityang kota vajayino jata lo khamma wa kham te ayupano sukha phala. Được không thầy? Ngon. Đối với bạn ngon. Quá khá là ngon. Thầy có ăn cay không thầy? Nước mắm có ớt mà. Ớt gì nữa. Phòng này sách này cũng đang làm tủ lận hết, trang trí lận hết luôn. Ở nóc quá dơ rồi. Ở Tết nhất lần sau ăn Tết năm nay có tiền sửa chùa nè. Trên quá trời luôn, sửa chữa làm lại đàng hoàng. Khách. Đây, cái phòng khách để chuẩn bị giường 2 tầng. Thì đang trang trí sửa sang lại nhưng mà thiếu kinh phí. Hay gác ngủ nữa nè. Cho khách khứa đến có cái phòng trang nghiêm khanh tịnh. Đây là những đệ tử thầy đây review 100 đệ tử mà quy sẽ xuất gia và quy y ở chùa. Rồi đây là có cái giường 2 tầng. Giường 2 tầng cho những Phật tử lại nghe. Cũng 2 tầng để đầu tạm, cũng có cái gác. Cái phòng này phòng thứ 2. Ở trên có cái lầu. Đó, cái lầu thấy không? Đó, lên lầu luôn, lên lầu, thì lên lầu cho cả nhà xem. Thầy làm chỗ nghỉ ngơi lại. Đó cả nhà, đó. Thì chỗ này cũng đang để tượng. Thì cũng phải trang trí lại xíu. Nhưng mà nói chung là có chỗ nghỉ lại. Wow, vậy là cái phòng này ở cũng được nhiều người quá ha thầy ha. Phòng này ở được 20 người.
ở trên lầu nữa, cái nào có cầu thang bên kia có cầu thang có gác hết. Cái này cũng là trong quá trình đang làm lại hả thầy ha? Chưa có kinh phí, giờ đang sửa lỡ dở, cái nào cũng lỡ dở hết trơn. Có cái nhà tắm nè, có lên lầu rồi lên. Dạ. Đây lên để cho mọi người xem. Này khung cảnh chung quanh cả nhà ơi, đó ở phía trên à, cái chỗ này là sau chùa đó cả nhà. Đây nhìn trống quát qua đây, bên đây là phía chánh điện cả nhà. Chùa rất là đơn sơ ha, ở trên là chưa cũng chưa có lụm mấy to nè cả nhà, bởi vì mưa nó dột dữ lắm. Đúng rồi. Đây nhà vệ sinh cũng đang trong quá trình làm. Ở phía trên nè nha. Mùa này thì không có mưa thì cũng ok, nếu ngủ lại thì cũng ok. Thầy dự định là làm tới mấy chậu rồi thầy? 5 cây đào, 5 cây mai. Mỗi cây là 10 kg, giờ là một cây đào này là 10 kg, nãy giờ 5 kg mới có nửa cây. Nhiều lắm. Này lưa thưa, chưa có điều là nó rịch luôn. Năm ngoái thầy có làm đào không thầy? Năm ngoái có 2 cây. Năm nay dự kỹ tiêu lên cây, đúng năm nay mình ăn Tết lớn hơn. Năm nay chùa mình có gì đặc biệt không thầy? Tết lớn thôi là đặc biệt rồi, còn gì nữa được. Tết lớn là đủ rồi. Miễn thầy vui là tốt rồi thầy. Để làm gì đâu buồn. Chỉ có xã hội phức tạp, rối băng. Nhà hôm nay lâu quá con không ghé thầy chùa. Chùa thầy thì dạo này có mấy anh thanh niên đồ lại kiếm chuyện với thầy nữa hết thầy. Nhiều quá, giờ nó càng ngày càng đông. Nó túng quẩn đến, nó xin cơm ăn, rồi đến nó đến lục, nó khóa cái này, rồi nó xin người này tiền, nó xin người kia có khách tới, nó xin người ta. Yeah. Cái trường hợp này cũng không được phép rồi. Thì nó rất là phức tạp. Đến xin người ta điếu thuốc, hay cũng xin tiền. Hay là giống như là tướng cướp đi vô chùa mà cũng còn đại ca nữa. Hai cái thầy mà im lặng thì mốt nó kéo băng kéo nhợ lại, ai tới chùa là mốt nó xử luôn thầy vậy. Có tiền ai cho nhiêu cái nó mất luôn, hiểu không? Dạ. Nên giờ làm sao triệt để những cái đối tượng xấu khi đến chùa, mà giờ thầy mốt rồi chùa cũng thầy để thầy cho đợi, tại vì mấy cái bông sống đời cho nó ra bông. Thì đinh vô để từng góc góc trong chùa này hết, cái để trống rồi để hai cái bàn, ai uống gì từ thiện ở ngoài trước cổng chùa, không có trong cổng chùa. Còn ai cúng dường đến lễ Phật thì khách khứa người lớn mới được, người lớn bằng những người có tâm là Phật mới đến vô phòng ngồi, chứ không có cho ngồi vô trong chùa. Vô trong chùa mình đâu có công viên đâu. Yeah. Rồi nó nhiều cái trường hợp phức tạp rồi trở tay sao kịp. Thầy đi vô đi ra đi tắm đi vệ sinh gì này kia, nó dở trò làm gì sao. Rồi mình đâu kiểm soát, không lẽ chùa tối ngày cứ nghi nó làm trộm, hiểu không? Nên là giờ không cho đối tượng trẻ tuổi trẻ, còn mấy đứa nít uống cà phê thì cũng trước. Bữa nào có món gì cho món đó chứ không có báo trước. Bữa nào thầy có tiền thì mua gì thì đãi đó, chứ không có đòi hỏi theo ý mình. Ví dụ bữa có chanh thì đãi chanh, tắt đãi tắt. Bữa có bánh mì thì đãi bánh mì. Bữa có, nói tóm gọn, có gì đãi đó. Tết này cái không khí chuẩn bị Tết ở chùa mình là cũng đang khẩn trương làm hả thầy ha? Đúng rồi, giờ thầy làm nửa tháng nó cũng trong còn nhiều lắm. Chục cây mai, thì cỏ mai không phải muôn ký làm có ngày, mà làm 10 cây mai là phải 100 ký thì làm phải, nó tóm gọn tháng mới xong.
Còn khoảng 20 ngày nữa thầy. Ừ, thầy làm không kịp luôn á, thầy kịp. Làm nghiêm là thức khuya dậy sớm làm cho đẹp, Phật tử đến chùa có chụp hình, công lao của thầy làm đẹp để cho Phật tử đến chụp hình. Ngoài ra năm nay thầy có làm mấy cái bục để chụp hình đồ không thầy? Đó, có sân khấu đó, có trang trí giờ in băng rôn nè, in băng rôn lại nè, rồi những cái phụ nữ quy giờ nào nghỉ trưa mà tụi con sau đi ngang cái mấy chỗ băng rôn in cho thầy giờ giấc nghỉ ngơi. Giờ thầy là in cho thầy hai cái bản bằng mũ bằng giấy gì đó, thầy dán là ví dụ sáng là 6 giờ thầy mở cửa. À, trưa 11 giờ thầy đóng cửa, 1 giờ rưỡi thầy mở cửa, rồi chiều 6 giờ thầy tụng kinh thầy đóng cửa, cho đến 8 giờ cái 8 giờ thầy quên, 7 rưỡi thầy sẽ tiếp kết xong, 9 giờ là đóng cửa luôn, không ai tới lui. Giờ giấc cho nó có giờ để tuổi trẻ thanh niên rồi nó tới nó trong gọn tối rồi tụ tập đồ đông cũng không tốt, an ninh trật tự nữa. Còn giờ nào kinh kệ thì không có đến chơi được, ai khách thì né cái giờ hành chính. Cái cây này lên bông đào đẹp quá thầy. Có nghĩa mình tiếp giờ hành chính, không có tiếp giờ phụ. Dạ. Giống như nhà nước vậy đó, tiếp hành chính. Mấy giờ nào cơ quan nghỉ thầy cũng nghỉ, mà giờ họ làm việc thầy cũng làm việc. Cái khâu mà vô bông mai xong rồi hả thầy? Giờ tới bông đào hay sao? Mai chưa nữa, còn vô thêm mấy chậu nữa hay gì? Mai chưa có cây nào, đào mới có cây này chưa xong nè. Dạ. Còn mấy cây trước văn phòng là đủ rồi. Nói văn phòng hoài á. Dạ. Con vô con thấy bông hôm nay chùa đẹp quá. Ở văn phòng. Còn đây là kêu bằng ở trong chính điện. Dạ. À, 5 cây đào, 5 cây mai. Giờ còn thiếu khoảng 40 ký mai, 40 ký đào nữa. Vậy đó. Một cây gì trung bình mình làm khoảng mấy ký thôi? Gì? Bông á. Dạ. Một cây gì mình đưa lên khoảng mấy ký bông nè? 10 ký. 10 ký bông. Bông đặc nghẹt nó đẹp. Khỏi bỏ lá hả thầy? Lá làm chi, để Tết ta còn cây mai cây đào ta lật không còn miếng lá, mình bỏ lá anh chị, bỏ lá cây ra xấu. Dạ. Yeah. Cái bông người ta lật lá hết rồi còn. Giờ mình cấm tạm cái nhiều lắm. Năm nay có tổ chức lễ gì không thầy? Đón giao thừa hay cái gì không thầy? Có mấy sân khấu lớn thành phố, chương trình vinh danh ăn Tết, rồi các tổ chức của Bộ Văn hóa, Sở Văn hóa với của Bộ Ngoại giao. Bắt đầu ngày 16 là tổ chức tại nhà hàng cũng như là tòa nhà cao ốc ở dưới quận 3 ở đường Điện Biên Phủ. Tổ chức nói chương trình để cho chữ thập đỏ với trung tâm nuôi trẻ mồ côi để nuôi các cháu trẻ mồ côi.